Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 9 2019. Đến với bản tin Hoa Thượng Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và tin cập nhật. Trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay, ngày thứ hai, chúng tôi có một số những cái tin tức liên quan tới vấn đề kinh tế và đặc biệt vấn đề kỹ nghệ xe hơi để mà cập nhật. Và sau đây là một cái phần phân tích của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý. Xin kính mời quý vị theo dõi trước khi mà chúng ta bước vào cái phần bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với lại tiến sĩ Tài Cơ Hải ở trong phần 2. Trước hết, xin được kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SPTN Washington DC. Khi mà chúng ta nói tới một hãng xe của Mỹ mà đặt ở tại Trung Cộng trong cái lúc mà chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia nó xảy ra như vậy đó, thì cái nhận định của anh như thế nào về vấn đề mà tế nhị về kinh tế, về vấn đề chính trị và cái sự suy nghĩ của người Hoa Kỳ đối với sự hiện diện của Tesla ở tại đất nước của Tàu? Thưa quý khán thính giả, thưa Nhân, cái hãng Tesla, một cái hãng duy nhất mà sản xuất xe toàn là bằng điện hết, thì cái nhu cầu xe điện ở bên Trung Quốc bây giờ nó lên tới 300.000 chiếc một năm. Trong khi toàn thế giới cộng lại chỉ được khoảng 290 mấy ngàn chiếc thôi. Thành ra cái thị trường của Trung Quốc nó còn rất lớn. Thì cách đây mấy ngày Tesla đã có ký một cái hợp đồng với lại cái chính phủ của vùng Thượng Hải để mà sản xuất xe ở bên bên Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ nó còn một cái vài vấn đề nữa là cái vấn đề thuế mậu dịch. Thì bây giờ thì những chiếc xe mà nhập cảng vào thị trường Trung Quốc phải đánh thuế mậu dịch là 25%, trong khi xe mà nhập vào nước Mỹ chỉ có 2 chấm mấy% và xe nhập vào Âu Châu chỉ có 9.8% thôi. Thành ra cái vấn đề mà ảnh hưởng tới Mỹ hay là ảnh hưởng Trung Quốc á, là ăn thua cái nhu cầu của người tiêu thụ. Tức là cái người tiêu thụ ở Trung Cộng sẽ có nhiều người để mà họ sẽ dùng những cái chiếc xe điện đó với một cái giá mà nó sẽ chắc chắn nó sẽ rẻ hơn là chiếc xe ở Mỹ đem qua. Dạ thưa, cái giá rẻ đó thì cũng không quan trọng, tại vì những người nghèo không có thể mua nổi cái xe Tesla, thì cái số lượng xe bán thấp nhưng mà có người tiêu thụ là một cái vấn đề chính. Cái thứ hai nữa, người Trung Quốc người ta đang có một cái nhu cầu để giảm bớt cái ô nhiễm không khí. Thành ra cái xe điện, chính phủ Trung Quốc nó chuộng hơn là tại vì nó muốn giảm bớt cái nhu cầu mà về nhiên liệu mà phải nhập từ mấy nước ngoài vào. Thì vì cái vấn đề mà nhiên liệu phải nhập là xăng dầu nhớt này kia, là mình phải tùy thuộc mấy cái nước khác, rồi nhiều khi nó có nhiều cái vấn đề chính trị đi theo đó, thành ra nó muốn có một cái sự tự lập. Bên cạnh một cái chiếc xe mà nó được có từ đồ phạt, có từ những cái đồ phụ tùng, có những cái mà giống như là những cái vật dụng để mà thiết bị để đưa đến một chiếc xe nó hoàn hảo như vậy đó, thì liệu cái sự có mặt của Tesla ở tại Trung Cộng đó, nó có đưa đến một vấn đề nó bảo đảm tất cả những cái nguyên liệu để làm chiếc xe ngay bên trong của Trung Cộng hay không, hay là còn phải nhờ vào những cái quốc gia khác để mà cung cấp những cái nguyên liệu để mà hình thành chiếc xe? Dạ, khi Trung Quốc ký một cái hợp đồng với Tesla đó, thì cái thứ nhất là bây giờ người ta đang hai bên đang gọi là thương lượng với nhau để mà mở trong một cái khu mậu dịch mà tự do. Thì khi mà mở cái hãng ở trong đó, khi mà sản xuất xe ra đó, thì có thể cái xe xuất cảng từ cái khu mậu dịch mà tự do đó đi vào nước Trung Quốc thì sẽ bị thuế mậu dịch thấp hơn thôi. Rồi cái mà lợi cho người Trung Quốc đó là những cái bộ phận mà những cái đồ phụ tùng mà để cần để mà sản xuất xe đó sẽ mua thẳng từ những cái hãng mà suppliers của người Trung Quốc. Thành ra Trung Quốc nó phải cái thứ nhất nhìn những cái gì mà nó có lợi cho quốc gia của nó trước. Thì lúc sau này vấn đề mà Mỹ với Trung Quốc mà đánh nhau về vấn đề thuế má mậu dịch này kia đó, thì Trung Quốc thấy cần một cái sức mạnh riêng mà không phải tùy thuộc vào thị trường của Mỹ, mà không có bị Mỹ nó ép về vấn đề thương mại với những cái ngành kỹ thuật khác. Có cái mâu thuẫn nào về vấn đề chính trị khi mà Tổng thống Donald Trump có chiến tranh mậu dịch với lại Trung Cộng, thì một số hãng ở tại của Hoa Kỳ ở tại Trung Cộng đó họ phải rút ra, họ đi về trở Mỹ hoặc các quốc gia khác, thì trong lúc đó thì sự hiện diện của Tesla nó lại lừng lững, nó hiện hữu như vậy. Về vấn đề chính trị nó có hai cái ảnh hưởng lớn. Nhiều người quên đó là cái hãng mà sản xuất xe hơi đó, nó là một cái ảnh hưởng lớn lao cho những cái chính trị gia, là tại vì nó ảnh hưởng tới những người nhân công. Khi mà nhân công mà nghĩ là mình bị mất quyền lợi đó, người ta sẽ nổi lên.
thì những người mà nhân công mà nổi lên, thường thường những cái đảng cộng sản nó xúi giục nhiều hơn để mà người ta đứng lên, người ta đòi quyền lợi. Thì nước nào cũng vậy, chính phủ mà cộng hòa hay là dân chủ, mà khi nói tới nhân công đó là phải lo sợ, là tại vì ngay cả nước Mỹ mà khi mà nhân công mà thất nghiệp á, chính phủ Mỹ cũng phải làm một cái gì. Thành ra cái vấn đề mà Trung Quốc rút về nước là chuyện không bao giờ xảy ra, tại vì người Mỹ cần việc làm cho những người nhân công đó để sản xuất những cái bộ phận ở bên này. Thành ra hai bên đều có một cái nhu cầu về chính trị, cái mà cái nhân công là cái mà yếu tố chính. Rồi cái yếu tố thứ hai cũng có một phần đặt nặng trong cái vấn đề mà sản xuất là những vấn đề nhiên liệu. Thì cái đó thì cái giá dầu xăng mà lên xuống là chuyện thường, có thể nó control được, nhưng mà khi mà nhân công nổi lên đó khó control lắm. Và có một cái tuyên bố nào là khi mà Tesla sản xuất hàng loạt những cái loại xe Tesla ở tại Trung Cộng đó, nó sẽ đi ngược về Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới không? Dạ thưa, theo cái bản tin mới nhất của chính phủ Trung Quốc đó, là khi mà sản xuất đó thì cái thuế mậu dịch mà để nhập cảng xe vào Trung Quốc là 25%, thì bây giờ nó mới được cái đặc lệnh mới đó, là khi mà xe sản xuất Tesla mà ở nước Trung Quốc á, thì nó giảm bớt cái 10% của cái thuế đó, có thể là 15% thôi, để cho nó có thể nó bán cho dân của nó. Thì có thể là nó xuất cảng ra ngoài nếu mà nó sản xuất đủ, tại vì một cái hãng sản xuất, một cái xưởng không đủ khả năng sản xuất cho cả nhu cầu thế giới. Thành ra cái đó là cái hãng đầu tiên để nó xài. Để nói thêm cho Nhân biết và quý khán thính giả, đó là Tesla được cái hợp đồng với Trung Quốc là cái hãng này hãng tự trị, không có người chính phủ Trung Quốc nhúng vào. Thường thường trong mấy nước cộng sản đó, thường thường mấy cái công ty mà hợp danh giống như là 50-50 đó là chuyện thường. Nhưng mà Tesla muốn tự trị là tại vì không muốn cái kỹ thuật mình bị người Tàu ăn cắp. Xin được cảm ơn Dạ. quý rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn Nhân. Xin chào quý khán thính giả. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục trong phần 2. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiểm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ treo nào bằng, có những người bởi nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đày, dẫu trong gai để còn có ngày mai, những đôi chân bước đường còn miệt mài, đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Những đôi chân bước đường còn miệt mài, đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Tự do hai tiếng thân yêu, tự do hai tiếng thiêng liêng, vì tự do ta đi sẽ gì gian khó, vì ngày mai quê hương sống trong tự do. Vì ngày mai anh em cứ chi lên đường, nào cùng đi vai sát bên vai, nào cùng đi chung sức chung lòng, vì quê hương thân yêu ta đòi dân chủ, vì quyền dân ta đi phát tan sương núi.